mưa như thế này mà các anh có cái cầu kéo vô một không là cái giác là vớ rồi. Nói gì vậy? Nói gì anh đây? Nói chút đi. Em nói chút này. Anh đây em nói à? Tôi nói con gì? Con gì đâu vừa vớ coi thử đi. Sao cái cầu vậy? Không có cái cầu là anh ấy. Rồi ok các bạn, họ cập nhật về việc sửa khán đài A4 và A5 của sân Đồng Quy Nhơn các bạn. Hiện tại thì đang tô khán đài lại các bạn, đóng lưới mất cáo để mà chống thấm. Và tô lại khán đài này các bạn, nói chung là làm giống như các cái khán đài BCD của sân Đồng Quy Nhơn. Khán đài cũ được đóng cái lưới mất cáo lên rồi, rồi sau đó tô lên, gia cố và thấm ẩm cho khán đài, chống thấm cho khán đài.